Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Sài Gòn Hôm Nay. Thành phố Hồ Chí Minh tập trung rất nhiều dân cư từ mọi miền của Tổ quốc về đây sinh sống và lập nghiệp. Chính vì vậy, thành phố cần mở rộng, nâng cấp và làm mới nhiều tuyến đường hơn nữa để phục vụ cho nhu cầu tham gia giao thông của người dân được thuận lợi hơn. Chính vì thế mà đường song hành với quốc lộ 50 ra đời. Quý vị và các bạn sẽ ngắm con đường song hành quốc lộ 50 từ trên cao. Con đường này được làm mới với tổng chiều dài 4,36 km. Điểm đầu tiếp giáp với đường Nguyễn Văn Linh. Điểm cuối thông ra đường quốc lộ 50. Hiện nay, con đường này đang khẩn trương tiến hành thi công để kịp hoàn thành đúng tiến độ. Con đường song hành với quốc lộ 50, tuy không dài, nhưng khi hoàn thành, nó sẽ góp phần làm giảm tình trạng kẹt xe bên quốc lộ 50, đồng thời sẽ phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, dịch vụ vận tải thuận lợi và hiệu quả, đồng thời từng bước nâng cấp đô thị, nâng cao năng lực vận tải, giảm thiểu tai nạn giao thông. Tuyến đường xây dựng mới này rộng 34 m, đáp ứng cho 6 làn xe chạy. Ở giữa đường đã thiết kế giải phân cách.
Sau đó, quý vị và các bạn sẽ trải nghiệm thực tế trên con đường song hành quốc lộ 50. Con đường đã rõ hình dáng, có đoạn đã được trải nhựa một cách khang trang. Chắc chắn con đường song hành quốc lộ 50 hoàn thành sẽ là một điểm nhấn cho khu vực Bình Chánh, mở rộng giao thương với các khu vực lân cận. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.